10 thói quen xấu hàng ngày phá hủy thận của bạn nhanh chóng. Trong các bệnh không lây nhiễm, bệnh thận mãn tính là một bệnh lý có tiến triển nguy hiểm, có tỷ suất mắc bệnh cao, chưa được chẩn đoán kịp thời và quan tâm đúng mức. Các bệnh thận mãn tính đang gia tăng đáng kể, phần lớn do sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, tăng huyết áp và lối sống không lành mạnh. Bạn có biết rằng gần 9 triệu người ở Việt Nam chúng ta có thể mắc một số dạng bệnh thận và nhiều người trong số họ không hề biết điều đó. Bệnh thận là một tình trạng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tim, xương, hệ miễn dịch và thậm chí là não của bạn. Nó cũng có thể dẫn đến suy thận, đòi hỏi phải lọc máu hoặc ghép thận để sống sót. Tuy nhiên, việc tiếp cận các phương pháp điều trị này còn gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính và kỹ thuật, đặc biệt ở các vùng nông thôn và khu vực khó khăn. Nhưng bạn có biết rằng một số thói quen hàng ngày mà bạn thực hiện vô tình có thể đang gây hại cho thận của bạn mà bạn không hề hay biết? Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 thói quen hàng ngày có thể gây hại cho thận của bạn và cách ngăn chặn chúng trước khi quá muộn. Bây giờ, hãy bắt đầu nhé! 1. Sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Nhiều người sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như NSAIDs và các thuốc giảm đau khác để giảm đau. Tuy nhiên, những loại thuốc này có thể gây hại nghiêm trọng cho thận của bạn, đặc biệt nếu bạn đã có bệnh thận hoặc sử dụng chúng quá thường xuyên hoặc liều cao. National Kidney Foundation cho biết, các loại thuốc giảm đau có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây viêm và sẹo ở mô thận. Để bảo vệ thận của bạn, hãy sử dụng thuốc giảm đau càng ít càng tốt và không bao giờ vượt quá liều lượng khuyến cáo. Nếu bạn bị đau mãn tính, ngoài việc sử dụng thuốc, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về các phương pháp điều trị khác như vật lý trị liệu, châm cứu hoặc thiền. 2. Ăn quá nhiều muối. Muối rất quan trọng cho cơ thể, giúp duy trì cân bằng chất lỏng và chức năng thần kinh và cơ. Nhưng khi bạn ăn quá nhiều muối có thể gây hại cho thận của bạn vì muối chứa natri, có thể làm tăng huyết áp, khiến thận của bạn làm việc vất vả hơn để lọc và loại bỏ lượng natri dư thừa khỏi cơ thể bạn. Điều này có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, giảm khả năng lọc máu và loại bỏ chất thải. American Heart Association khuyến cáo rằng bạn nên hạn chế lượng natri tiêu thụ hàng ngày ở mức không quá 2.300mg, tương đương khoảng một thìa cà phê muối. 3. Không ngủ đủ giấc, thức khuya. Giấc ngủ rất quan trọng cho sức khỏe và sự thoải mái của bạn, nhưng bạn có biết rằng giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thận của bạn. Khi bạn không ngủ đủ giấc, nhịp sinh học của bạn bị gián đoạn và thận của bạn không thể thực hiện công việc của mình đúng cách và dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 65% so với những người ngủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Thức khuya đang trở thành một thói quen phổ biến trong giới trẻ Việt Nam, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến thận. Thức khuya thường đi kèm với các thói quen không lành mạnh khác như ăn uống không kiểm soát, tiêu thụ đồ uống có caffeine và lười vận động, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp và tiểu đường, hai yếu tố chính gây bệnh thận mãn tính. 4. Ăn quá nhiều thịt. Protein là một dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, nhưng quá nhiều protein động vật có thể gây hại cho thận của bạn. Protein động vật, đặc biệt là thịt đỏ, có thể làm tăng lượng axit trong máu, gây ra tình trạng nhiễm axit và tạo áp lực lên thận trong quá trình loại bỏ. Chế độ ăn giàu protein động vật cũng có thể dẫn đến hình thành sỏi thận và tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Để duy trì lượng protein hợp lý và cân bằng, hãy thử ăn thêm các nguồn protein thực vật như đậu, hạt, đậu nành và quinoa. 5. Bỏ qua việc đi tiểu. Bạn có thường giữ nước khi bận rộn hoặc không có nhà vệ sinh gần đó không? Nếu có, bạn có thể đang đặt thận của mình vào nguy cơ của bệnh tật. Khi bạn bỏ qua việc đi tiểu, bạn để nước tiểu ở lại trong bàng quang lâu hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, UTI. Để phòng tránh vấn đề này và bảo vệ thận của bạn, tốt nhất là hãy lắng nghe cơ thể và đi tiểu khi cảm thấy mắc nhé. Một mẹo nữa là bạn đừng giữ nước tiểu quá 4 giờ và cố gắng làm trống bàng quang hoàn toàn mỗi lần đi tiểu. 6. Không uống đủ nước. Nước rất quan trọng cho sự sống và cho thận của bạn. Nước giúp thận lọc bỏ các chất độc và sản phẩm thải ra khỏi cơ thể. Không uống đủ nước khiến thận không thể lọc và loại bỏ các chất độc và chất thải hiệu quả, dẫn đến tích tụ các cặn bã trong cơ thể. Điều này có thể gây ra sỏi thận và tăng nguy cơ mắc các bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, thiếu nước cũng làm giảm lượng nước tiểu,
tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Một quy tắc chung đơn giản là bạn uống ít nhất 1,5 đến 2 lít nước hoặc 8 cốc mỗi ngày nhé. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. 7. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến tổn thương thận và tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối và phốt pho, hai khoáng chất có thể gây tăng huyết áp và tạo sỏi thận, gây áp lực lớn lên thận. Các chất bảo quản và phụ gia nhân tạo trong những thực phẩm này cũng có thể làm tăng gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và loại bỏ các chất độc. Hãy cố gắng ăn nhiều trái cây và rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt, thịt cá tươi và chất béo lành mạnh, bạn nhé. 8. Không tập thể dục. Tập thể dục giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường, hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Lối sống ít vận động cũng góp phần làm tăng huyết áp, gây áp lực lớn lên thận và làm suy giảm chức năng lọc máu của bạn. Thiếu hoạt động thể chất làm giảm tuần hoàn máu, ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng chất lỏng của thận. Theo khuyến cáo cho người lớn là ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động cường độ cao mỗi tuần. 9. Hút thuốc lá. Hút thuốc là một trong những thói quen xấu nhất cho sức khỏe của bạn nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến phổi và thận của bạn. Hút thuốc gây tổn thương các mạch máu, làm giảm lưu lượng máu đến thận, dẫn đến giảm khả năng lọc và loại bỏ chất thải của thận. Ngoài ra, nicotine và các chất độc hại khác trong thuốc lá có thể gây viêm và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thận mãn tính và ung thư thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể. 10. Uống quá nhiều rượu bia. Rượu bia là một loại chất lợi tiểu, có nghĩa là nó làm bạn đi tiểu nhiều hơn, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Uống nhiều rượu bia làm tăng gánh nặng cho thận khi phải loại bỏ chất cồn khỏi cơ thể, dẫn đến mất cân bằng điện giải. Rượu bia và cả những loại đồ uống có cồn khác cũng có thể gây mất nước, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và gây tổn thương mô thận. Do đó, bạn hãy hạn chế việc uống rượu bia. Nếu có uống, hãy uống chậm và kèm theo thức ăn, và xen kẽ với nước hoặc các thức uống không có cồn. Thận của bạn là những cơ quan quan trọng hàng đầu cần được chăm sóc và chú ý. Bằng cách hạn chế hoặc loại bỏ những thói quen này, bạn có thể cải thiện sức khỏe thận và ngăn ngừa hoặc làm chậm tiến trình của bệnh thận. Chăm sóc bản thân ngay từ hôm nay, vì một sức khỏe vững chắc chính là món quà quý giá nhất cho tương lai. Hãy nhớ rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bạn có thói quen nào trong số này không? Bạn có biết chúng đang gây hại cho thận của bạn trước khi xem video này không? Hãy chia sẻ với Ân về trải nghiệm và ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, Ân chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.